bên kia cộng dây nữa đó. À, một dây nhất luôn. Ừ, một dây nè, cái bên kia cộng dây cái nữa nè. Trời, có một dây mà nó mới bò được. Coi đây là hai, đây 2,5 không? 2,5, 2,7. 2,7. Hai bảy qua bên kia là cũng 2,7 cái cái cụ. 2,7 là 5m. 5m mà. Đó nó vòng lại nè. Nó vòng lại. Vòng lại nè, nó vòng trùng luôn nè. Rồi nó thì 5m cũng có chục mét rồi. Ừ. Mà tới đây chú khóa cái đầu cắt đây rồi cái lùm nè. Đợt trước bông khủng khiếp luôn, bây giờ nó còn cái trang rồi cắt hết rồi dẫn ra lại bông chỉnh ra kèo vậy á. Màn chì bông mới giữ nè, mốt ở đây nó bò tới đằng kia luôn á. Nhưng mà thực tế cái bông này nó mập là nửa cuốn băng, từ từ nó mập lên đã lắm. Nè cái cuốn bông mập nè. Ừ. Quá trời, nó lên như lúa vậy ha. Ừ. Có một dây thôi mà lên ít mà nó một lên ít mà nó giữ gì đó. Còn dây, còn cái dây kia bên kia đó, vậy nó chết, nó còn cái dây đó nó qua nó xả vàng bên kia đó, thành ra nó trùm hết nguyên khu vực thì nè. Giờ mốt là muốn nó bò tới đằng kia luôn đó. Ừ. Đơn giản, quá trời bông thấy nó lạnh luôn. Còn cái cọng này thì nó bò qua tới bên kia luôn. Cọng này nè. Bò tới bên kia luôn hả? Ừ, đó nó qua tới bên bả luôn. Quá trời. Bông thì ghê luôn. Ít vậy mà nhiều khi hái ngon nhiều quá. Hái ngon kìa, rồi chú hái đó, mười mấy 20 kg, hai mấy kg cũng đâu tính. Quá trời luôn, hái bông. Ra cái bông nó ra chùm bông bự bự vậy nè. Ừ. Nè. Bông bự bự không à. Đó vậy đó. Quá wow, lên đèn bông quá wow, nó ngập luôn, nhìn ngập luôn á. Quá trời luôn, lên cơi lên thì ghê. Ừ. Cơi lên thì ghê luôn. Bởi mình hô trồng lấy dây đâu phải bông dài với bông cơi đó, đâu ngang ngửa năm. Ngang ngửa. Tao ơi cứ cơi. Mấy dây rồi nè. Thấy không? Mấy dây da lương vậy nè, bông giữ nè. Cái cọng này hồi xưa mình ăn hết rồi, nó cọng còn giờ nó ra cậy khác nè. Cậy da lương này mới ngon nè. Cái lương này mới ngon. Được chưa? Ừ. Quá trời luôn. Đâu cần vậy. Mà không lên đèn cử đầu tiên mà chú hái 5kg là dữ rồi. Mà trong cái đó là cái đèn này chú ra trễ nhất luôn, tất cả làm đèn hết tụi nó rồi chú mới về vô đèn á. Quá, cái này lên cơm một bít vàng luôn. Cái này chuẩn bị bít vàng rồi. Cái này chừng tháng nữa bít vàng. Tháng nữa. Trời ơi, lên cơ thấy ghê. Nó dây nữa. Quá, cái bông mà thấy nó nóng lạnh luôn. Ừ. Bông ghê không nè, hết hồn. Cái dây nó ra dày một cái bông nữa nè. Không. Ừ. Này bẻ bỏ nó đi. Cái này bẻ bỏ. Bẻ bỏ hết. Ừ. Trời ơi, cái gạt bông. Cứ lên cơi bập ú luôn ha. Ý là chú bỏ cho rụng lá hết luôn, chú làm lại á. À. Chưa vô đèn luôn, tức vô sao tụi nó khoảng mười mấy bữa. Trời ơi, cái cơi thấy ghê ông, ớn cái trời, cái cơi. Ừ. Nhìn hết hồn. Trời ơi. Ngày nó rảnh nó máng lên cho nó bò bít chú. Chú chưa, làm xong xuôi chú dắt dây lại mà. Ừ, đi theo cặp vậy nè. Dắt vợ vậy nè, đi ra. Ừ. Quá trời. Nó đi rồi vậy đó. Quá wow, trời, bông ghê không? Bông này bông tơ luôn mà. Bông tơ bị đâm. Rồi mà sao qua nổi nó ra nói là bông tơ ai cũng ai hết luôn, đâu phải bông già. Sao nghĩ được? Nhưng bông già rồi làm bông đẹp hơn, nếu làm làm đủ sức là bông đẹp hơn. Cái bông này á, cái bông này nè, là cái bông á mà thường á là người ta trồng tháng 10 11. Bắt đầu tới đó là nó ra cái bông nó nụ vậy nè. Là không ăn đèn nha, không ăn đèn á thì ra bông nùi vậy nè. Trời ơi, bông tí nóng lạnh nè trời. Qua. Wow. Đây nè, nó thưa đỉnh rồi không? Bởi vậy mấy ông kia ông trồng 2-3 mét một cây. Nhưng mà vấn đề ông trồng nhiều khi ông chết cái mất công nữa. 2-3 mét là mình không có trồng được 2-3 mét. Phải trồng phải 1 mét mấy sau này mới ra 2-3 mét. Dạ. Còn nếu mình trồng kiểu đó nữa, quất cái luôn cũng 5 mét luôn. Nó chết. Mất 5 mét nó chết thì sao? Một giây thôi. Một giây thôi. Do mình phải trồng ra một mét mấy lần nữa để chích không còn gì nữa ra. Bông đã ghê trời. Nó thưa đỉnh nè, đụng nhà ai nhìn vô giặt lý mắt ối vậy, đụng vô hai bông mới biết. Bông thấy nó lạnh nè. Trời, chủ yếu là bông bự thôi chứ nhiều khi chủ trời ơi. Với mình hái nó thưa mà dễ hái, nó có ký hơn. Cái này nó mới ra cơi nè. Mới đâm ra sao? Nè, nó mới đâm ra nè, còn cái vàng này đâm trước của hổng nè. Tao rồi, nó ghê thiệt. Nó tì nó thưa bông quá trời bông ha. Trời luôn. Một dây thôi nhưng mà cái bông của ta một con dây nè, nhưng mà nó vẫn mập bông đàng hoàng, thấy không? Đáng ra nếu đâm cái này là nó đuôi hết rồi. Ừ. Vẫn bông.
đó, cái chùm dây nhỏ xíu thôi. Ừ. Bởi những dây nhỏ xíu rồi chú đâu có bỏ, chứ ăn hết bỏ rồi thì mới tính sao. Ừ. Nó sẽ ra cho cọng dây nhỏ, nó xong ra cơ, cái chùm bông vẫn bự bình thường. À trời, bông thì ghê thiệt. Nó rời rồi thôi. Dù mà có 5-6 vàng hái, mình hái ngày chừng chục ký được rồi. Chục ký như cái này hồi trưa bữa không kỳ rồi, 15 ký, 17 ký, 2 mấy ký, 2 mấy ký, quân không tin đó, nó hù. Ừ. Cái vàng vậy hái 2 mấy ký. Trời ơi, chuyện bình thường. 2 mấy ký bình thường. Những cái dây cắt thưa thưa giờ nó lên bông, nó đâm đọt vậy đó. Còn